Bây giờ là vợ sẽ làm cho chồng ăn, rồi chồng sẽ trả lời cho vợ biết là cái thân cây chuối nó ngon hay không nghe. Nghe. Đây. Bỏ miếng đậu phộng vô nè. Đó. Thêm miếng ớt vô nè. Rồi bây giờ chồng ăn đi. Sao? Chồng thấy ẩm thực của Việt Nam chưa? Từ thân, từ lá, từ cây, cái gì cũng ăn được hết. Vợ ơi, ơi, ngồi cây chuối ngon lắm. Giờ tin vợ chưa? Ngon lắm. Ngon lắm, ăn đi. Cả nhà biết á, ở Brazil á, rau má rất là nhiều. Rau má rất là nhiều nè, bông chuối cũng rất là nhiều, rồi thân cây chuối cũng rất là nhiều, nhưng mà họ không có ăn. Rau má mà họ không ăn cả nhà. Rau dền họ cũng không ăn nữa, họ nói là cỏ cả nhà ơi. Chồng. Cắt cây chuối cho vợ đi. Hả? Cắt cây chuối cho vợ. Cắt cây chuối đi. Cắt cây chuối cho vợ đi chồng. Cắt cây chuối á nha. Cắt cây chuối. Cắt cây chuối. Cắt đi. Đi. À, cắt sát gốc luôn nha. Ok. Rồi, nữa đi. Thôi chồng để dưới đi cho nó chảy mũ ra đi. Dạ, chi ra em xì. Nó làm gì vậy? Làm gỏi thịt gà. Trời ơi, bắp chuối làm gỏi gà ngon lắm chồng ơi. Chồng không có biết gì hết. Cắt cho vợ đi. Ok. Xin. Rồi, bên đây còn cây nữa nè, chồng cắt luôn đi. Cắt bên đây nè. Cắt bên đây nè. Cây này nè, cắt sát gốc cho vợ luôn. Cắt lá dục đi chồng, cắt cái lá dục đi, lý xô ác đi. Ngủ không đó ông ơi. Dính quần ông bây giờ nè. Ê. Giờ đó kia. Dạ. Hôm nay mình sẽ làm gỏi thân cây chuối cho chồng mình ăn nha cả nhà. Trời ơi, toàn là lấy cỏ cây làm gỏi cho chồng mình ăn không à. Thôi hai cây đủ rồi chồng ơi, nhiều lắm. Hai cây đủ rồi. Đây. Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ Bà Sam Cuộc Sống Brazil nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay là mình sẽ là cắt hai cái thân chuối vô nè cả nhà. Và bây giờ sẽ làm gỏi với chuối thịt gà nha. Đây là lần đầu tiên mà chồng mình ăn cái món gỏi thân chuối thịt gà này luôn á cả nhà. Ổng nói mình ổng nói mình sao tự nhiên toàn là lấy ba cái cỏ cây gì vô cho ổng ăn không vậy. Nhưng mà tại vì ổng không có biết là ở Việt Nam mình á là thân cây chuối cũng ăn được, bông cây chuối cũng ăn được nữa cả nhà. Bây giờ là mình đã chuẩn bị sẵn một cái thau nước chanh rồi nè cả nhà. Đây thau chanh nè, để mình ngâm cho nó không có bị đen cái chuối á cả nhà. Nhà mình sẽ cắt mỏng nha nha. Cái này á hả, mình không có cái đồ bào cả nhà, nếu mà có đồ bào nó mỏng nó sẽ ngon hơn, nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng cắt mỏng nhất có thể nha cả nhà. Mủ nhiều quá, chuối Brazil nó mủ rất là nhiều cả nhà ơi. Vừa cắt ra là nó đã đen liền luôn á. Mình đó là người Long An cả nhà, và cả nhà cũng biết là hồi trước hay nhà mình, mẹ mình hay làm gỏi bắp chuối với lại thịt vịt cả nhà. Ở miền Tây thì người ta hay trộn gỏi bắp chuối với thịt vịt, ít khi nào trộn với thịt gà lắm. Sao mà em không có sống em đâu.
nay là cắt cây chuối non luôn cả nhà, tranh thủ ăn chứ để chuẩn bị đốn hết cái mấy cái chuối ở ngoài rồi giải tán hết rồi, đặng nhà mình xây dựng lại sửa nhà rồi cả nhà, với lại nó bị lấn chiếm cho lòng lề đường quá, mình sợ bị phạt quá nên là chồng mình nói thôi kêu dọn hết luôn cho nó sạch sẽ. Cái này là ngâm chăm nhiều thì nó mới không bị đen cả nhà ơi, chứ mà ít ít trời ơi nó đen dữ lắm. Gặp chuối ở bên Brazil á, cái giống chuối này nó ăn thì nó ngon thiệt nhưng mà nó mủ nhiều quá. Bây giờ là mình sẽ trộn gỏi gà với lại bắp chuối nha cả nhà. Đây là nước trộn gỏi mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nhà mình thì cả nhà cũng biết là rất là thích ăn gỏi nên là hầu như là ông bà cô chú anh chị và các bạn khi mà xem video về gia đình mà mỗi lần ăn toàn là ăn gỏi không à. Tại vì từ ngày mà mình qua Brazil định cư tới giờ mình làm gỏi cả nhà, thì mình thấy gia đình mình rất là thích ăn gỏi, Angelina, Samuel, rồi chồng mình, rồi mình nữa. Nói chung là hầu như là nhà mình ai cũng thích ăn gỏi hết trơn á. Nên là hầu như là tất cả các video đều là nhiều nhất là những cái món gỏi và những cái loại khác nhau, mình thay thế những cái loại khác nhau như gỏi xoài nè, gỏi bông chuối nè, gỏi bắp chuối nè. Đó, mình sẽ thay thế nhiều loại khác nhau để mà mình làm gỏi cho gia đình. Gỏi ngon hay không cũng là một phần là nước trộn gỏi cả nhà. Đây, rau thơm này nha, bỏ rau thơm vô nữa, đậu phộng nữa là hết sảy luôn nha cả nhà. Này là cái ô gỏi ngày hôm nay là đúng chất lượng luôn á, gà thịt gà còn nhiều hơn rau nữa đó cả nhà. Đây nè, ngon quá cả nhà ơi, hấp dẫn quá. Đây, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ và Sam Cuộc Sống Brazil. Cả nhà ơi, ngày hôm nay cả gia đình nhà Na Sam sẽ ăn gỏi thân chuối với lại gỏi gà thân chuối nha. Bây giờ là vợ sẽ làm cho chồng Angelina khe. Khe, bé gà ta ra Angelina trước đi. Đây. Ngon lắm nha Angelina, ngon lắm luôn đó con ơi. Ngon lắm, é xì gà lý nha ta. Rồi bây giờ là Samuel khe gà lý nha. Nào khe, giờ chờ con muốn ăn cái gì thì hồi mẹ lấy cho. Bây giờ là vợ sẽ làm cho chồng ăn, rồi chồng sẽ trả lời cho vợ biết là cái thân cây chuối nó ngon hay không nha. Nha. Đây, bỏ miếng đậu phộng vô nè. Thêm miếng ớt vô nè. Rồi bây giờ chồng ăn đi. Sao chồng thấy ẩm thực của Việt Nam chưa, từ thân, từ lá, từ cây, cái gì cũng ăn được hết. Con ăn thịt gà không mẹ gái, chưa ăn thịt gà không? Con muốn su cô đúng không? Từ thân cây chuối cho tới bông cây chuối cho tới trái chuối, cái gì cũng ăn được hết nha chồng. Bởi vì chồng đừng có mình nghĩ là vợ làm mấy món tào lao nha, thật ra là món nào của Việt Nam cũng rất là ngon nha. Rồi bây giờ là mời ông bà cô chú anh chị và các bạn sẽ ăn gỏi gà thân chuối với lại cả gia đình nhà nè Sam nha. Đây, Sam ăn thịt gà không con? Khe gà lý nha. Nào khe, thịt gà ngon lắm mà con ăn.
Với. Với. Ngồi kẹ chuối ngon lắm. Giờ tin vợ chưa? Ngon lắm. Ngon lắm, ăn đi. Que pimenta, né? Pimenta que dá o cheiro do aromático aqui. Cả nhà biết á, ở Brazil á, rau má rất là nhiều. Rau má rất là nhiều nè, bông chuối cũng rất là nhiều, rồi thân cây chuối cũng rất là nhiều, nhưng mà không có, họ không có ăn. Rau má mà họ không ăn cả nhà, rau dền họ cũng không ăn nữa, họ nói là cỏ cả nhà ơi. Đó, bởi vì nhiều khi á, mỗi lần mà mình hái mấy cái rau đó vô để mà nấu đồ ăn, nấu canh hay làm gỏi gì đó, là hầu như là chồng mình với lại nhà chồng mình rất là bất ngờ. Nó còn cây bạc hà nha, cây bạc hà hay gọi là cây dọc mùng á cả nhà, ở Brazil nó họ chỉ ăn cái lá thôi, còn cái thân á thì họ không ăn. Cái thân bạc hà họ để cho thỏ ăn cả nhà, trong khi đó cái thân dọc mùng ăn đó là tuyệt vời luôn, nấu canh chua là tuyệt vời luôn cả nhà. Bởi vậy nhiều khi nhà chồng mình nói toàn sao mà tối ngày lấy toàn là cây cỏ vô để nấu ăn không vậy, nhưng mà thật sự là người Việt Nam mình ẩm thực rất là phong phú và rau củ rất là phong phú. Còn người Brazil đó kìa, ơi cả nhà biết không, đi chợ nhiều khi tìm mấy cái rau như rau dền đồ ở Brazil có, rau má ở Brazil có, nhưng mà họ không có bán bởi vì họ không có ăn. Mướp cũng vậy nữa. Ngon. Ngon quá chồng ạ. Hôm nay là ngày cuối tuần cả nhà ơi. Sam với lại mình với lại Angelina bữa nay qua nhà mẹ chồng mình chơi nguyên cả ngày luôn. Chơi nguyên ngày thứ bảy luôn. Rồi giờ hôm về bắt đầu là gỏi hoa chuối đi, gỏi bông bông chuối đi ăn cả nhà. Ăn đi con. Thịt gà không ăn. Que filho? Obrigado. Biguim? Amendoim, tem verde ali. Đậu phộng. Đậu phộng. Ăn gỏi phải có đậu phộng nó mới ngon. Trời ơi, nghe lời ông bà cô chú nay làm thêm đậu phộng nữa, trời tuyệt vời luôn. Thải nhiều. Chồng bỏ ớt nhiều quá cay phải rồi. Bỏ ớt ít thôi. Bây giờ đó là bỏ cái tật mà tối ngày nói tôi lấy cây lấy cỏ vô nấu cho ăn hoài nha. Đó, ăn rồi thấy ngon mà ghiền chưa? Ghiền không? Để ngon không? Trời ơi, mình nói mình cắt cây chuối vô để mình làm gỏi cả nhà. Mà ông sợ, ông ăn ông sợ chết. Ông ăn ông sợ. Ông sợ ông có vấn đề gì. Ông không tin mình. Ông bắt mình thử rồi á, ông mới ăn đó. Giờ giờ ông thử xong rồi ông ghiền rồi đó, cả nhà thấy không? Ở Brazil nó hầu như đi chỗ nào cũng thấy rau dền cơm với lại rau má hết cả nhà. Ủa, rất là nhiều luôn. Mỏ mè ăn trơn, mướp cũng vậy nữa. Mướp ở bên Brazil họ, cả nhà biết là người Brazil đó, trồng mướp để làm gì không? Trồng mướp không phải ăn, mà trồng trái mướp để lấy cái xơ để làm nồi rửa chén, rồi làm ba cái này cái kia này nọ rồi cả nhà. Chứ người Brazil họ trồng mướp họ không có ăn.
Vai. Vai. A gente ganhou uma porta bem grandão. Ganhou. Vai, ganhamos uma porta bem grandão. Ganhamos uma porta grandão e maior. Vai. You eat this? Sim, dá-me. Você é diferente de todos se você faz isso. Thịt gà mà lỡ dính miếng gân ông cũng đưa mình đó cả nhà. Trời ơi, chồng mình ngộ lắm nha, không có ăn xương. Ăn sườn hay là ăn xương thịt gà gì đó là hả, mình là phải gỡ xương ra hết chứ. Ổng là không ăn da nè, không ăn xương nè. Không ăn gân nữa. Ăn thịt không à, thịt gà là ăn thịt không à, thịt heo cũng ăn thịt, không ăn xương. Ngon quá chồng ơi. Phải dưới tầm kê đi acima da média. Sao bữa nay ngày thứ bảy mở đầu đi học. Ở Brazil này thứ bảy chủ nhật là tất cả học sinh ta nghỉ học hết. Từ cấp 1 tới cấp 3. Mở đi học với nó quen rồi cả nhà. Thì nghỉ học hả, ngày cuối tuần nghỉ học là nó không chịu. Samuel. Con đây con xin chào. Chào ông bà. Ông bà. Cô chú. Anh chị. Chị. Và các bạn. Và các bạn. Con chúc. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Và các bạn. Các bạn. Có nhiều. Có nhiều. Sức khỏe. Sức khỏe. Giờ con hôn ông bà cô chú cái đi. Quay qua camera kìa, con hôn ông bà cô chú. Con hôn cái đi. Beijo. Giỏi, ngoan quá. Mama đó. Beijo, tao tao fotinha. Alô, gente, parece uma avó ali atrás. Fala, oi, gente, é o gênio. Oi, 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 oi. Nossa, amor. Muito bom. Muito bom. Ngon quá. Nhiều vô. Cho bỏ tật. Cứ mỗi lần mà vợ hái á, cái gì vô để nấu á, cái chồng sợ. Chồng sợ, giờ hết sợ chưa? Thật ra là ăn được thì vợ mới hái vô chứ mắc gì đâu sợ. Ngon mà chồng. Mốt về Việt Nam đi cho ăn học vịt lộn. Về Việt Nam ăn học vịt lộn. Dạ. Học vịt lộn. Skateboard. Ha ha ha. Over battle. Ba. Ba. Over battle. Ten battle. Ba. Ba. Vou dar três skate na casa dele. Que bom. Ở Brazil trời đang lạnh lắm cả nhà. Ba la 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 la. Em bugu. Ba la 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 la. Việt Nam thì đang rất là nóng bức, nhưng mà ở Brazil thì đang rất là lạnh. Mà do là mình ở thành phố cả nhà, nên là cái độ lạnh nó cũng không có bằng ở dưới quê. Ở dưới quê thì lạnh âm độ. Ở thành phố thì lạnh khoảng 10 độ. Có lạnh lắm thì cũng 7 đến 8 độ thôi. Bình thường là khoảng nhiệt độ 10 độ, 11 độ, 12 độ. Ôi, có phải quá sao? Ngon quá. Nó. Ai, postado
de água. Uma louça, uma de... Tchumbaralalala. Xong rồi con té gì vậy? Con té hay sao mà cái mặt bên đây nó đỏ dữ vậy? Tầm bé. Papá. Khai yêu. Đi học phải té thôi chứ. Kệ nhảy. Ôi trời, Nina ăn không ngừng luôn á. Đừng mua mua. Tại vì mới gọi với cả nhà biết không, nhiều rau. Ăn nó chua chua ngọt ngọt đó. Cái gì? Có dễ không? Ôi trời, xin cung cầu nè. Anh có gì phải bóng này? Mình bệnh nay cả tuần lễ rồi cả nhà. Nếu mà cả nhà để ý á, là thấy cái vọng, cái giọng của mình nó bị khao. Mình bị bệnh nay cả tuần lễ rồi. Tại vì hồi lúc ấy về dưới quê mấy ngày á cả nhà, nhiệt độ xuống thấp quá. Sam nó cũng bệnh nữa, Sam bị viêm phổi. Cũng đang bệnh luôn, đang uống thuốc luôn cả nhà. Bệnh này cho thời tiết nó xuống thấp rồi cái gây viêm họng, sổ mũi nè, và ho nữa. Bởi vì đi chụp hình phổi là phổi có bệnh hết cháo luôn á. O suco é maravilhoso. Tubalalala. Quer comer isso? Vem pegar aqui. Con khoái ăn bánh phồng tôm rồi sao? Thịt gà không chịu ăn. Não é um formato. Não, mas eu não gosto. Chocolate. Caraca, muito pimenta, né, mano? É formato de bruxa. Nhiều quá, chồng ơi. Quá trời. Rõ nguyên thao gói. Chế đi nói là isso. Ia. Kung fu. Con chơi kung fu hả? Sao? Cái đồ. Ia. Anh đi. Sao mốt lớn cho đi học võ nha sao? Tự tự vệ nha con. Cho đứt tay hả? Ăn đi. Mà dạ. Mình nó là trộn phải để ớt riêng, tại vì Angelina với lại Samuel không có ăn ớt được cả nhà. Trộn để riêng, hai chồng mình muốn ăn ớt thì bỏ ớt vô. Chờ bà là rau búp bà. Hả? Nì ya. À, ninja. Cả nhà ơi, thì ngày hôm nay cả gia đình mình cũng đã ăn hết gỏi thịt gà bắp chuối rồi. Và chồng rất là bất ngờ đúng không? Gỏi cây chuối rất là ngon đúng không? Ngon quá. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Cả nhà đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho cả gia đình nhà Sam thật nhiều nha. Bye bye và xin chào tạm biệt. Bye bye.